Nào, chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, bên kia là Yamoto. Rồi rồi rồi. Lại một trận nữa mà game thủ chúng ta lại quân lại cửa dưới rồi. Và chúng ta cầm Kata, bên kia là Yamoto. Còn đánh được. Trận đấu này còn đánh được. Đúng rồi, anh Đào Huy Huấn có lẽ anh cũng như người đánh chế. Và anh cũng biết cái nỗi khổ của những người mà đánh chế. Có những hôm mà map nghiệt, và có những hôm tùy cảm xúc nữa. Đánh chế là vậy, nó ảnh hưởng rất nhiều. Thế là anh em cũng xem đá bóng cũng vậy, cái gì cũng vậy thôi, nó ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài vào. Và cái đế chế này cũng cần rất cần may mắn. Chúng ta để xua trong thế đấu thứ nhất là hơi đáng tiếc thôi, nhưng mà không sao, bên kia là họ quân bài đẹp hơn, phải chấp nhận. Chúng ta sẽ làm lại, không sao cả. Bên kia bật được thì chúng ta cũng phải bật được, không có gì phải nan giải đây cả. Một bài mà kèo thi đấu này là cân thôi, quyết định bài quân bài là rất lớn. Vâng, cảm ơn anh Đức Trần đã gửi tặng game thủ, tiếp tục là gửi tặng game thủ Hoàng Mới Nhi 50 sao. Vâng, chào anh Cơ Kiên nhé, chào tất cả anh em. Có lẽ đánh 5C anh em ạ. Là cũng chưa biết là đánh bao nhiêu C. Hai game thủ quyết định vào hai game thủ thôi. Tiếp tục là đang đưa những con hươu trong bầy hươu đầu về đến nhà chính của mình. Trận thiếu tiếp theo thì nếu mà có sao thì game thủ Hoàng Mới Nhi sẽ đổi một cái màu khác. Anh em tư vấn cho một cái màu thật đẹp nào. Một cái màu mà anh em thường thấy là màu đỏ. Còn anh em thấy màu nào là đẹp nhất? Đúng rồi, đỏ ăn tất thôi. Câu nói huyền thoại của game thủ Van Lớp. Về lớp anh à. Vâng, anh Trần Đặng Duy, anh bảo là có một ông bạn thì hôm nào cũng bắt tìm. Thế là em không tin rồi, kèo này là kèo bịp rồi, không thể hôm nào có bắt tìm được. Chắc chắn anh phải hơn tầm một trình hoặc hai trình mới đấm không trượt phát nào, ngày nào cũng đấm không trượt phát nào. Tôi cũng né con sư tử này ra. Vâng, anh em là anh em bảo màu ba hay được quân quân cung à. Vâng, một bài mà đồ ăn thì vẫn chưa hiện ra dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Bài này quá rách đi. Bài có lẽ là game thủ chúng ta đã dò hơn 30% dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Vâng, anh em đang tư vấn cho cái màu 3. Thôi chúng ta quyết thôi, trận đấu này có quá đồ ăn không thấy đâu cả, chỉ có một bầy hươu. Và nhà của họ kìa. Hai rồi ôi. Ba mỏ quà. Voi về. À, chúng ta cảm giác họ có bài đẹp, đánh khó thật.